Bạn trông đã sinh rồi lại còn khôn. Nhưng mà các sắc ngồi đây tuy đẹp trai nhưng mà không có ngu. Em phải học các sắc rất nhiều ạ. Em bắt đầu khởi nghiệp ấy thì thịt chua thì chưa có nhiều, nhưng mà tất cả các hãng đều rẻ hơn so với cái hãng của em, vì là em phải đảm bảo chất lượng đầu vào tất cả mọi cái. Đến thời điểm hiện tại, thịt chua của em đang đắt hơn thị trường là 20-25% giá thành, nhưng mà sản phẩm của bên em vẫn đang chiếm được 40% thị phần. Thì em rất tự tin về chất lượng sản phẩm cũng như là cái mục tiêu sắp tới của em đề ra là chắc chắn là em sẽ đạt được. Em rất mong là các sếp có thể là xem xét lại cái deal lần này gọi vốn. Em chỉ mong muốn gọi vốn 15 tỷ cho 10% cổ phần. Bạn trông đã sinh rồi lại còn khôn. Nhưng mà các sắc ngồi đây tuy đẹp trai nhưng mà không có ngu. Em phải học các sắc rất nhiều ạ. Biết luật của chương trình đúng không? Dạ. Là các sắc không được quyền giảm giá tiền. Dạ vâng, em hiểu ạ. Em thì lại không tăng phần trăm. Dạ dạ. Thì các sắc không được giảm tiền, em không được tăng phần trăm, tức là câu chuyện này không đàm phán. Em chưa nói hết ạ. Dạ. Thì em xin đàm phán với cái deal là 15 tỷ cho 15% cổ phần ạ. 15% quá thấp. Bởi vì với một performance của startup hiện nay ấy, thì nó chưa đáp ứng được các cái chỉ số về tài chính và định giá. 30% là hợp lý. Không, thực sự là 30% thì em sẽ không đồng ý ạ. Cái deal cuối cùng em chốt là 15 tỷ cho 15% cổ phần ạ. Thực sự là em tự tin về việc nếu các sắc đi cùng với em có thể là làm được đúng như mục tiêu cam kết. Quá cao. Con số cuối cùng của anh đưa ra là 25%, nếu không thì chắc là em sẽ phải ra về. Trong cái năm vừa rồi dịch bệnh Covid ý, thì bên em doanh thu không giảm và vẫn tăng trưởng là 25%. Năm 2023 thì mục tiêu của bên em là lợi nhuận sẽ phải là 18% và năm 2024 là lợi nhuận phải được 20%. Thế đến lúc đấy em không đạt được cái gì em đưa ra chỉ là chém gió, thì lúc đấy cá mập mắc cạn. Bởi vì xét cho cùng ý, nhà đầu tư là người bỏ tiền thật, tiền thịt vào một doanh nghiệp, bao giờ người đấy cũng chịu rủi ro cao hơn. Bởi vì nếu mất là người ta mất tiền luôn. Nếu mà để mà cầm tiền nhà đầu tư sau đó để mất thì chắc chắn em cũng sẽ không cầm. Em vẫn giữ nguyên quan điểm của em. Ok. Rồi. Em chào em. Chào em. Rồi, chào luôn. Chúc mừng em đã có 200 triệu. Và 20 năm ăn thịt muối chua miễn phí. Em suy nghĩ lần cuối cùng. Em chốt deal cuối cùng là 15 tỷ cho 20% cổ phần. Còn em sẽ không chốt hơn nữa. 15 tỷ cho 20% cổ phần. 15 tỷ. Bây giờ tôi đưa ra structure như này đi. Tôi sẽ giải ngân 15 tỷ. Nhưng trong đó 10 tỷ cho 20% cổ phần. 5 tỷ là khoản vay. Tất nhiên là không cao hơn lãi suất của ngân hàng thương mại vào thời điểm gần nhất. Bởi vì là tôi là một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư tài chính, nó giờ có kỷ luật đầu tư ấy. Nếu mà tôi đồng ý với một cái mức định giá của em đưa ra ấy, thì nó lại bị vượt quá các cái tiêu chuẩn của ngành, dẫn đến là việc tôi là vi phạm kỷ luật đầu tư, dẫn đến cái thương hiệu đầu tư của Xác Bình sẽ bị sứt mẻ. Em suy nghĩ nhanh lên, thấy không? Mình làm chủ doanh nghiệp mình phải suy nghĩ nhanh mới. Dạ nhanh không, thế thì em cũng trả lời luôn là em sẽ không đồng ý ạ. Nếu mà vay thì em cũng có khả năng vay được 5 tỷ hoặc nhiều hơn nữa. Em xin phép đề xuất 15 tỷ cho 20% cổ phần. Xác có thể về doanh nghiệp em thẩm định nếu đúng những con số chia sẻ. Không, thì lại bị vi phạm kỷ luật đầu tư rồi. Còn không, em chốt cuối cùng để tránh mất thời gian cho các xác là 15 tỷ cho 20% cổ phần. Tôi đồng ý 15 tỷ cho 20%. Nhưng lại với điều kiện là bạn sẽ phải đạt được cái kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giống như bạn đã nói. Nếu mà bạn không đạt được thì sẽ có một hình thức phạt. Hình thức phạt nào chúng ta sẽ thảo luận ở việc thẩm định. Và tất nhiên là cái việc phạt đó nó sẽ tương ứng với các cái mức tôi đề nghị đầu tư trước đấy theo đúng giá trị của doanh nghiệp. Bởi vì là tôi đang trả giá cái doanh nghiệp của bạn nó hơi đắt hơn so với thực tế. Em đồng ý nhưng với điều kiện là hai xác đồng hành cùng với em. Thực ra cái câu đó em không cần phải nói. Lý do là bởi vì là đã là cổ đông, mình đã đồng tiền đi liền khúc ruột. Tôi nghĩ là sau khi đầu tư là ruột tôi để ở chỗ em đấy. Tiền lên đấy mình đỏ vào làm sao mà không đồng hành được. Để em có thể sử dụng hệ sinh thái của hai xác để có thể đạt được mục tiêu. Em đồng ý ạ. Ok. Ok rồi, cảm ơn em. Chắc quá. Cùng đồng hành chứ là cùng đi giao thịt đấy. Bây giờ được miếng thịt chua nó khó khăn. Thật đấy. Răng xé.